Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này. Chào mừng các bạn đến với video ẩm thực tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay là một cái video rất là đặc biệt các bạn ạ. Hôm nay có đầy đủ hội tụ rất nhiều những cái rất nhiều những kênh YouTube rất là nổi tiếng. Đây bên trái Hải là OK Con Dê. Nhưng mà ông này quay ẩm thực cái trực có vẻ là hơi sai sai anh em ạ. Nặng mà còn cả tầm. Anh hỏi thằng chú là chú được bao nhiêu cân? Em 50 cân thôi. À thế là mày nặng hơn được cả tầm của anh rồi. Còn đây là có bạn Cẩm Tiên ở trên bên Thụy Điển về các bạn ạ. Còn đây là Phan Diễm, bà Trùm hải sản này không nói rồi. Còn đây bạn là xe đầu kéo Vlog. Hôm nay là anh em mình tổ chức ở đây, gặp bạn ở đây là có một cái sự kiện rất là đặc biệt. Đó là kênh Phạm Dũng các bạn ạ, là đã đạt 1 triệu người đăng ký. Và đấy là thứ nhất. Còn thứ hai là hôm nay là mới tậu được một bạch mã hoàng tử của mình là cái gì nhỉ? Hắc công tử, còn đây là bạch công tử. Đấy, hiện tại thì bạn Dũng thì đang là cameraman cho mình. Các bạn thấy xe mình đẹp không? Diễm thấy khi mà có xế hộp thì em cảm thấy như nào? Thật sự là trước tiên là đầu tiên là rất là cảm ơn vợ chồng anh Hải đã khi mà cùng với tụi mình thì thấy tụi mình là đạt được 1 triệu người đăng ký, thì anh chị đã nói là để anh sắp xếp để cho em kiểu là rửa nút vàng ở nhà hàng Sapa TV. Và đặc biệt là để mà mình mua được con xe này thì cũng nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của anh Hải rất là nhiều, trong việc là tìm được xe tốt này, rồi giá này, rồi hỗ trợ về giấy tờ, thì anh Hải đã giúp mình với lại anh Dũng rất là nhiều để có thể tậu được con xe này. Rất là cảm ơn anh chị rất nhiều. Hôm nào ấy là em phải cử ông xe đầu kéo Vlog ra review con xe này cho thật cẩn thận, thật chi tiết. Đấy. Nhưng mà cái vụ nào ra vụ đấy. Còn cái xe thì mình sẽ để xe một bên. Còn hôm nay là phải ăn mừng nút bạc đã. Ăn nút vàng đã, đúng không? Dạ. Sau đó thì ăn biển số xe, mình ăn phát từ Bắc vào tận Nam luôn. Và đặc biệt hôm nay bên nhà hàng thì có chuẩn bị một em cá tầm. Đây là con thủy quái các bạn ạ, Sapa. Con này thì nói thật với anh em là khi nặng hơn Hà đấy. Anh Hà đánh được à? Đố Hà về con này luôn. Bê thì em không bê được, nhưng mà em khả năng nặng hơn nó. Hà, đoán là con này bao cân? Hà đoán bao nhiêu cân? Con này em đoán khoảng tầm 40kg ấy. 40 cân à? Con này thì không đến 40 cân, nhưng mà con này là hơn 30 cân anh em ạ. Mà to không nhờ? Size bình thường thì nó chỉ rơi khoảng 2 cân, hơn 2 cân là đã xuất rồi. Đây, size bình thường đây. Đấy.
cái size đặc biệt đây. Hôm nay là các bạn Dũng lên nên là định mổ con 70 cân nhưng mà Dũng cứ gàn mà thôi anh ạ, anh em mình ăn không hết, lãng phí. Đấy. Cần to quá. To quá đúng không? Thế giờ mình khi là chuẩn bị để cho bắt ra đây nhỉ. Trời ơi. Wow. Ôi giời ơi. Ôi. Cẩn thận nhé, con này chắc 1 mét mấy ta? Con này á, em thử đếm mạch như thế nào? Em gang đi, em gang tay ấy. Tiên đâu rồi nhỉ? Đây. Tiên là một cần cần thủ anh em ạ. Nhưng mà Tiên thử xem có ôm con này lên được không? Ôm lên được không hả? À. Rồi, cái nặng lắm rồi. Hả? 35 đấy. Em đoán 53. Rồi ông biết lại đi. Con cá này mà để ăn mừng nút vàng thì em nghĩ là không có gì tuyệt vời hơn rồi. Con này thì nói thật với anh em là hơn 30 cân. Thực ra là cái này mình bắt ở dưới bể lên ấy, mình cũng không cân chính xác là bao cân. Đấy, nhà thì có trang trại nuôi loại cá này các bạn ạ. Con to nhất thì nó rơi vào hơn 70 cân cơ. Hôm nào thì rảnh mình sẽ quay chi tiết cái trang trại nuôi cá này cho anh em cùng xem. Thật sự là thấy con cá mà to thế này thì thật sự là rất là cảm ơn nhà hàng Sapa TV đã chuẩn bị để cơ hội mua hay rổ nước vàng. Hôm nay là rất là đặc biệt đấy các bạn ạ. Hôm nay mà không say thì còn hôm nào say nữa. Thôi bây giờ phải cho con này đi làm lông. Con đi làm lông. Ok. Rồi các bạn đầu bếp giúp mình một tay nhỉ. Thủ tướng em đỡ cẩn thận nhá. Mình cầm bên để các bạn xem coi như phải để phần anh đầu bếp làm các bạn ạ. Đưa nó vào trong bếp rồi nhá, hàng Sapa TV nhá. Tiên đang muốn thử thách để lát sẽ làm thịt em cá này. Nhưng mà Tiên có dám không? Con cá này là mình phải làm lông đúng không? Phải làm lông em ạ. Xử lý thì nó mới hết cái nhớt. Riêng mày cẩn thận nha, cá nó quật cho phát là thôi đấy. Thật sự là em rất là trầm trò, tại vì thật sự là mình rất là thích đi review hải sản siêu to khổng lồ, nhưng lần đầu tiên thấy nhà hàng Sapa TV có một con khủng như thế này luôn ấy. Con này nếu tính giá tiền thì nó cũng phải 1 vài trăm triệu đúng không ạ? Không, nó cũng không đến mức độ thế đâu. Con này nó rơi vào khoảng 5-6 chục gì đấy. Cái này cứ size càng to thì nó lại càng cao tiền. Đây là gọi là anh em giao gõ vào nó mà cứ quen quen bay ra. Tiên nhìn thấy con này hốt cho em. Tiên hồi làm bếp luôn anh. Thế à. Con này bây giờ hiện nó quạch chưa hay là vẫn đang ngất đang ngất Thế anh em phải cẩn thận nhé. Hay quá. Anh em đã xem bao giờ cá mà làm lông như này bao giờ chưa? Giờ sạch sẽ đi em, mong cho lên trên. Con này là hơn 30 cân anh em nhé. Hai ông khinh không khinh được không? Có anh ạ. Hôm nay là thuê siêu đầu bếp đến từ Thụy Điển sẽ chế biến quả cá siêu to khổng lồ. Em ơi, em ra đón đi. Em không có dám mua rượu qua mắt thợ nên là chỉ là dài đường đại khái thôi, nên là có gì cả nhà thông cảm nhé. Ok. Sẽ cắt cái vây nó trước nha. Ôi, đừng nhá. Thì các cái vây này thì để tí sẽ làm món sốt chua ngọt. Em cắt đầu. Vây được cái đầu thôi đúng không? Cắt khúc đúng rồi. Đấy, ok. Diễm. Diễm có vẻ hơi hốt đấy. Ui, một đường dao cơ bản đã vậy xong rồi. Dạ vậy thôi.
Hay quá. Rồi các khúc ra. Mổ bụng ha. Mổ rồi mà. Cá này. Thôi mình đã được mổ bụng rồi. Bây giờ thì Tiên sẽ cắt thẳng cái sống lưng lại em đó luôn nha. Tại vì em này thì sụn đúng không? Là thiết kế bằng sụn á, cho nên là mình rất là dễ để mình cứa cái đường này. Thịt nó ngon rồi nha. Ừ. Một đầu bếp là một phó bếp. Ôi sụng ấy. Đấy. Con này là ăn hết luôn nhờ. Hả? Con này là mình ăn hết không bỏ cái gì. Hình như là không bỏ gì các bạn. Tại vì cá tầm nó là rất là nhiều sụn luôn. Vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang cái này thì xứng đáng là có nhiều người yêu em ạ. Không sao đâu, tại vì mình khi mình cắt xuống cái gân của nó, đặc biệt là nó là cá tươi đó, thì nó sẽ có những cái cử động giật giật lên như vậy. Cử động giật giật à? Đó. Làm món pịa. Làm con to đấy, món pịa. Thì anh làm pịa cá cho Tú ăn nhé. Diễm cam đây 100% là thịt cá này kỳ ngon. Đây đây đây, có bạn. Thấy à? Này, nhìn Diễm kìa, chuyên nghiệp chưa? Đừng có đùa với Diễm nhá. Nhà em thì chỉ xẻ cá hồi có 5-7kg thôi, chứ cá nằm như vậy thì em không có hả? À. Xưa, siêu to. Rồi, bác bếp trưởng đâu nhỉ? Ok, vậy xong phải không? Hả? Cắt cái đơ xong rồi phải không? Cắt cái đơ xong rồi. Cắt cái đơ xong rồi phải không? Bây giờ cắt xe của em sẽ là một cái đuôi. Ok. Ok, có quà là em vui rồi. Xin chào các bạn đã đến với gian bếp của Cẩm Tiên TV trên kênh Phạm Dũng và Sapa TV. Tất cả bây giờ đầu bếp của Sapa TV là rẻ bếp sau bên rồi. Bây giờ đối với em cá này, Tiên sẽ chế biến được rất nhiều món cá khác nhau. Nhưng mà để chế biến được thì Tiên sẽ sơ chế cắt thành nhiều khúc khác nhau. Và đầu tiên thì để chế biến được những món ăn ở đây thì Tiên xin giới thiệu sơ là với em cá này thì sẽ chế biến được rất là nhiều món. Đầu tiên là hấp, xào, trộn, nướng, lẩu và cuối cùng là chiên. Hay quá anh ơi. Bây giờ Tiên chuẩn bị cắt nha. Đầu tiên thì sẽ phải dành tặng cho lời khen bạn Tiên, là bạn Tiên là một nhân tài mà đã lọt qua thử nghiệm mất rồi các bạn ạ. Bây giờ Tiên sẽ cắt phần này để cho đầu bếp có thể làm được món cá hấp nha. Cái này là hấp đúng không chị? Đúng rồi. Cái ngày vừa qua mình nhìn với bạn Tiên thì mình phát hiện ra bạn Tiên vừa có giọng nói hay nè, vừa có thể xinh nè, lầy giỏi đó mọi người nha. Đây là cái phần hấp nha. Đây, tảng này là sẽ để hấp này mọi người. Và khúc này là Tiên sẽ bắt đầu làm cắt một cái khúc nhỏ để dành là mình xào ha. Ở ngay phần bụng á thì mình xào nó sẽ rất là ngon. Bạn Diễm là phụ bếp à? Trợ lý nha mọi người. Hôm nay chỉ làm trợ lý thôi. Đây. Cái này là hấp hả chị? Vâng. Phần này là phần mình sẽ xào nha chị Diễm. Nếu mà làm mà sai là bị la các bạn ơi, cho nên là bây giờ Tiên sẽ cắt một phần để lát nữa mình có thể trộn gỏi nha. Vậy là có làm mới có ăn các bạn ơi. Rồi. Con cá rất là to. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp khổ lắm cả nhà. Đó. Nói chung là Tiên rất là yêu thích nấu ăn nên là những cái này thì Tiên học rất là nhanh. Rồi. Cái ưu điểm mà mình ăn những con cá to, mọi người xem cái sớ thịt của nó này. Quá đã luôn ấy. Bây giờ cái khúc này thì Tiên sẽ cắt để dành để nướng nha. Đó. Một em cá mình chia đều ra nhiều phần là mình sẽ làm được rất là nhiều món. Và ở mỗi bộ phận đó, nó sẽ thích hợp để làm cho từng món khác nhau, xào, nướng, lẩu hay là trộn. Ôi. Dung ơi, nhân tài này mà em để lọt sang Thụy Điển, đúng không? Và cái phần đuôi này thì đầu bếp sẽ chọn cái phần đuôi này để có thể làm là món chiên. Khúc này mình sẽ là chiên nè, khúc này mình sẽ nhúng lẩu. Hay quá em ơi. Rồi. Ok. Đầu tiên đối với lại cái món chiên này thì đầu bếp đã dặn Tiên rất là kỹ, thì Tiên sẽ sắc cái lát từng lát mỏng thôi. Đầu bếp dặn rất kỹ. Đúng rồi, tại vì mình sơ chế là mình phải sơ chế đúng để đầu bếp làm ra được đúng món mà khách hàng yêu thích. Hay quá. Rồi các bạn nha. Đúng rồi, hồi bếp trưởng la chết. Rồi. Cái đấy là món gì đấy? Món này là mình sẽ làm chiên. Chiên à? Chiên. Cắt thành từng cái sớ vừa nhau nha. Để cố gắng canh đều nha chị. Canh đều. Chứ hồi nát miếng cá là bếp trưởng la chết. Đó, mọi người thấy cá tươi không? Khi mình cắt ra là nó sẽ nhô lên như vậy nè, giống như là có cua bắp á. Cái này thật ra là nhúng mẹ cũng rất là ngon anh Hải ạ. Hôm nay nói thật với anh em là hôm nay có hai bạn hỗ trợ ở đây. Đâm ra là bên bộ phận bếp rất là nhàn luôn. Anh em bếp đâu? Cứ thoải mái đấy nhá. Bếp bây giờ cứ chơi thoải mái đi. Em ơi, mở lỗ tàu kia em ơi. Bắt cho anh con cáo rồi vào đây làm gỏi luôn rồi nhé. Hay quá, tuyệt vời đấy. Chú ơi,
Đó. Để con này này. Đưa đi để con đồ lên tầng bốn cái. Vâng ạ. Nhớ là cho anh gỏi hồi đấy nhé. Dạ vâng. Hôm nay ăn gỏi hồi luôn á. Ăn luôn như làm sao? Đây. Phần này là phần hấp đây, hấp xì dầu ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Da em cái nó dày quá là cồn hết da của em anh ạ. Cái đuôi này làm món gì đây? Dạ cái này để em nướng anh ạ. Nướng nướng à? Vâng. Nướng than hoa đúng không? Dạ vâng ạ. Này mình ướp món gì đây? Đây là cá nướng. Cá nướng. Nướng nguyên tảng luôn ha. Ôi nhìn cái sốt này. Thơm anh Hải ha. Quá thơm. Sốt này là đi ăn từ Nam chí Bắc nên nghiên cứu ra cái sốt này đây. Mới nhìn nước sốt là nước miếng à. Nó thơm đúng không? Thơm, thơm. Thơm gì ấy? Này mình có cái bếp than á, than hoa nướng theo kiểu thịt nướng. Đấy. Ăn luôn. Nướng này thôi, lát nữa mình sẽ cho lên cái chảo ga để nó nóng. Còn bên này là món gì đây? Đấy là lợn gấp nách, làm là lợn món lợn. À, lợn gấp nách là cái da này mình thui lên này ha. Mình thui cả này. Mình thui cả con lợn nha em. Tâm tiêu hay xả đúng không anh? Hay là riềng đây? Dạ, cái đây là gừng anh ạ. Gừng. Xì dầu đúng không anh? Dạ vâng ạ. Lắm ơi, món là mới là mình có cái sốt bên ngoài này ha. Vâng ạ. Cái này em ướp gia vị ngấm em chiên thôi. Và ra ngoài em có bột rang muối riêng làm riêng. Không nhỉ? Có thịt là hay gì nhỉ? Có thịt là. Không đúng không ạ? Xong ném thẳng vào luôn mà thôi. Đây đây đây. Đây là về kiểm tra cái dầu lẩu cái là. Lẩu này ăn với phê này. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, làm được chín món. Chính là số đẹp luôn. Chính là số đẹp luôn. Đẹp luôn đấy nhỉ? Kiểu, kiểu, kiểu. Lấy ra buổi tiệc ngày hôm nay thì sẽ còn có sự xuất hiện của anh cua này.
và có thể là anh Đông Du Ký nữa, nhưng mà đặc biệt nhất là anh Đông Du Ký thì sau khi tạm ngừng kinh doanh ấy, thì rất nhiều người hỏi anh Đông Du Ký, nhưng hiện tại thì anh Đông Du Ký không thể xuất hiện trên kênh mình được các bạn ạ. Còn và anh Bùa thì mình đã mời rất nhiều lần nhưng mà anh Bùa không thể tham gia được do cái chuyến đi này vòng quanh Đông Bắc Tây Bắc là mình đi cả tháng rồi mà anh Bùa không thể sắp xếp đi được. Mới là không có anh nhỉ anh em rồi. Anh thì Diễm gọi rất là nhiều lần nhưng mà anh nói là hẹn tụi mình ở Sài Gòn, và ngày hôm nay thì xin cảm ơn tất cả các anh em đã cùng chung vui với lại là kênh Phạm Dũng. Mời mọi người ạ. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Chúc mừng kênh Phạm Dũng đạt 1 triệu subscribe và tiến tới là sẽ có nút kim cương. Nếu mà nút kim cương là sẽ có 1 triệu người đăng ký rồi cả chiến mã mới bạch mã thành tử. Về chiếc ô tô của em thì khi nào mà em lấy biển số thì em sẽ quay nhiều hơn. Okay, khi nào anh sẽ đi vào Sài Gòn nhá, nhất định rồi. Mời các bạn. Mời mọi người nhá. Rồi mời anh em. Bạn Dung đâu? Chén bạn Dung đâu? Phải chúc mừng bạn Dung chứ. Em đang em mà. Lao. Yeah. À, từ từ để cho Tú, để Tú làm quản ca đi. Tú không anh giới thiệu cái gì kia? Phải dùng 3 lần, em lại uống cho uống đi chút. Các bạn nha, các bạn rất là nhiều rồi. Nhưng mà để 3 lần nhá. 1, 2, 3, dô! 2, 3, dô! 2, 3, uống bao nhiêu? Có hết lắm. Cái hấp là đi từ trên đầu cho đến phần bụng đó cả nhà. Ủa nhưng mà có vẻ hơi khó lấy, các bạn là con này nó dai. Nó to quá ấy. Em ơi. Đặc biệt là cái cá tầm này là nó rất là ngon. Kiểu như mình ăn hết con luôn ấy anh. Ủa cho anh là tiếc là chị Thùy là không có lên đây được. Tuyên lên lấy cho cái kéo em ơi. Cái phòng là đang ốm nên là mình có alo chị Thùy rồi, nhưng mà chị Thùy lại không có lên được. Hẹn chị Thùy ở Hà Nội. Ủa ơi, Hà Nội là người gọi là lái xe chở anh Tú từ Hà Nội lên đây đúng không anh? Còn anh Tú là đi xe của anh Việt Tú. Anh Việt Tú từ Hà Tĩnh ra tới Hà Nội để gặp anh Hà Nội và anh Sapa gặp mình các bạn. Con cá này rất là chắc thịt luôn đấy. Thịt cũng dai. Gặp mình à? Thực ra là con cá này hơi khó lấy anh em ạ. Thịt nó sai quá. Nói kéo không em? Đúng rồi, lâu lắm rồi. Được rượu gắp quá. Này chắc anh nhỉ. Thì hy vọng là hai số thật sẽ còn nha. Còn khác đi thì nó kéo. Thôi chỉ có hỏi là anh Tú đâu. Nhưng mà thực ra là mình vẫn trả lời comment các bạn là anh Tú về quê để lo cho vợ con. Gia đình. Thứ hai nữa là mình cũng nhiều lần gặp gỡ anh Tú nhưng mà anh Tú không thể vào Sài Gòn gặp mình rồi. Tới đây bắt đầu mình tập trung đi nhiều rồi thì sẽ có thời gian gặp bạn đúng nhiều. Mời các bạn nhé. Mời mọi người nhá. Lấy cho Dũng nha. Đây. Hôm nay thì cũng như mọi lần thôi, mặc dù là clip khá là đặc biệt nhưng mà mình vẫn ăn sau các bạn ạ. Thôi thì phần đó để Diễm lo mọi người. Không, đây riêng cái phần này là phải để Dũng. Dũng phải để cái búp, cái nằm của nó là ngon nhất luôn. Rồi mời anh em đi. Hôm nay con cá này là có công của bạn Cẩm Tiên đấy. Nên là bây giờ tự làm rồi tự ăn luôn rồi ở nhà nên. Nhưng mà phải nói là đồ bếp ở quán của nhà hàng Sapa TV rất là xịn sò nha, làm đồ ăn rất là hợp khẩu vị luôn á. Vậy thì ở đây luôn đi tin. Ở đây đi. Cái gì em ơi? Bây giờ điểm làm cái gì? Em đã tìm được cái này về rồi. Hay quá chị ơi. Cùng khách các bạn đi làm mà cậu ngồi đây, nhưng mà mình đoán là chủ tịch sẽ rất là bận rộn để quán kế nhà hàng. Nên là trong khi mà em chạy đi chạy lại các bác thông cảm ạ. Nhưng mà nói là thịt con cá này gọi là siêu béo và siêu dai. Dai theo kiểu là nó ngon miệng, nó nhách thịt đó nha mọi người. Không phải là dai nhách. Không phải qua dai nhách quách đâu. Wow. Mà ăn nó vẫn là tan ra dễ dàng. Những cái trang trại, như trang trại của anh ấy là những con cá này thường để làm sống. Mình hiểu lâu nay là cá bố mẹ. Cá bố mẹ hả nhỉ? Cái này. Con này là con mẹ, cái con bố rồi. Cái sụn nó này. Ví dụ như là những đoàn khách lớn này nhỉ, thì người ta muốn đặt một con cá khổng lồ thì có khó để đặt không anh? Nếu mà họ muốn đặt thì mình họ phải book trước cho mình, đặt trước cho mình. Tú là đi 800 cây để chung vui cùng bạn Dũng. Em xin nhá. Còn bạn Hà thì đi ngắn hơn này, 500 cây thì là bé bé hơn. Đấy, cảm ơn nha. Diễm luôn luôn là kiểu là tâm lý ấy, lúc nào cũng chăm sóc cho những vị khách từ kênh Phạm Dũng là lúc nào chăm sóc rất là hoàn hảo luôn, tuyệt vời luôn. Sáng nhất thì làm miếng bạn ngon nhất. Em cảm ơn ạ. Rất là béo luôn. Em chào tự nhiên nhé. Nhà là phải ăn nhiều rồi nha. Anh ốm quá. Quá ốm. Và đấy là khi nó to cái phòng heo cống cá khoảng 4 găng tay thì anh chủ đo của anh Hà 4 găng tay. Đúng rồi, thật sự luôn á. Thực ra mình sẽ tỏ mỏ mới là cái sụn đấy. Của con cá này nó đấy, mọi người lấy ra
ơi, món mới, món mới. À, đây là món ăn cá tầm nướng. Cá tầm nướng à? Đầu tiên là cây dao, cây thớt cắt luôn để mỗi người làm miếng luôn. Tất cả các món ở đây á là đều để miếng lớn cả. Đây là miếng chắc chắn là con cá siêu to khổng lồ. Anh ơi, chia đều biết tính. Anh em mình có họa với nhau đấy nhá. Việt Nam với Thụy Điển là friend đấy. Mấy hôm nay là đi qua thấy nhân viên của anh Hải bên những món này qua là nhìn rất là hấp dẫn. Đây là hôm nay mới được gọi là thưởng thức này. Bên quả là đấy có một nhân viên ở bên quả xe là sẹo thì bởi vì là ở Sapa cái thời tiết ấy nó rất là lạnh nên là phải để sở hang cho rất nhiệt. Anh em làm chén mới để làm món mới nhá. Rồi, tiếp tục ạ. Rồi, 1, 2, 3, giơ, 2, 3, giơ, 2, 3, cuốn vào nhiều. Hôm nay em xin phép được mời cả mâm mình một ly nhỉ. Chúc sức khỏe tất cả anh em. Có cái chuyến đi du lịch Sapa có nhiều ảnh đẹp. Cảm ơn chị Viên nhé, lại quảng ca đi bạn. Bây giờ chị Viên cản quảng ca đi em. Không quảng ca. Không quảng ca. Đấy, chỉ cần là cạnh nhau tình cảm. Cạnh nhau rồi. Và các bạn dâng tình cảm được gắn hết ở đây, kể cả ai không muốn được cũng phải uống hết, cạn ly. vì tình cảm của em dành cho các anh chị ở đây cũng như là con xin phép ba má và con cũng hết lý do. Đây là lần thứ hai mình nghe Mạnh Tiên nói xin phép ba má. Đây là lần thứ hai luôn. Mời, xin mời cả nhà. Đúng là hai nhân vật phản diện. Mọi người thấy không? Không do nhưng mà chất lượng. Nhưng mà mình phải ăn tiếp đi bởi vì ở đây có rất nhiều món ngon. Nếu mà anh em mình làm đây là món cá chiên tuyết hoa này em ơi. Em hay gọi vui là món bánh cam của nhà hàng Sapa TV nha mọi người. Cá chiên thôi nhưng mà làm màu sắc rất là đẹp nha. Có cốm này kia nữa. Cái bánh cam này có vẻ ăn được không? Cầm tay không ăn được. Đây mời anh Dũng luôn. Mời các bạn nha, món này là mình đã ăn ở nhà hàng của anh Hải em qua rồi nhưng mà mình không quay clip. Ngon lắm các bạn. Có thể chấm với đường ớt hoặc là sốt mayonnaise. Các bạn nhìn các bạn. Mà thường thì sốt mayonnaise là hơi nhanh. Mời anh nhé. Mời chị này, cho cái nước chấm này là chấm cho tất cả mọi thứ. Không tô rượu thì thôi anh. Đúng rồi. Cái ngoài anh giòn bên trong cá dai anh ngọt. Thơm. Nó giòn giòn đấy anh. Anh em, đây là miếng. Để anh kia lại. Nè. Ở đây em cùng làm nhá. Ok ok. Đi làm loạn. Chào cô. Lạc Sơn ơi. Ấy, bây giờ mình muốn mời anh là mình có thể vô quà một cái quý ở Việt Nam là dô như thế bằng nhưng mà không khí như thế nào mình giải tỏa trong người ra như thế nào. Đây bây giờ đợi anh Hải xong rồi bắt đầu nhé. Anh ơi, đây là một loại rượu mà chứa quý hay được uống. Đây là rượu khó quái này dai như đỉa, khỏe như trâu rừng. Dai như đỉa đói. Đấy nói hết câu mà dai như đỉa đói, khỏe như trâu rừng. Rồi em bắt đầu quảng ca nhé. 1, 2, 3, giơ, 2, 3, giơ, 2, 3, uống bao nhiêu? Hết. Rồi 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 rồi. Cảm ơn anh nhá. Hải rất vui khi có những du khách đến thưởng thức ẩm thực mà tận bên nước ngoài xa xôi về đây. Có anh tên gì nhỉ? Anh Henry Cường và Henry Tiên. Bắt tay à. Nhưng mà anh Cường hôm nay có thể cho bọn em xin phép một điều nho nhỏ này thôi. Tại vì anh cũng được một điều may mắn. Hôm nay là em kỷ niệm nho nhỏ là 1 triệu người đăng ký. Cũng không thể có 1 triệu khán giả của em ở đây được. Nhưng mà có anh coi như là mình là đại diện đâu có nhà anh. Hay quá em ơi. Cho em hôm nay mời các bạn của anh được không? Em biết là anh đủ khả năng rồi nhưng mà xin phép em mời để tỏ cái... Trong cái này à?
À, tức là Dũng muốn là thanh toán mời anh sẽ để tri ân thay cho chị và tri ân cho khán giả. Thế là ok, là ok. Mời anh đều có. Không, bây giờ anh ấy bây giờ chỉ anh ấy chỉ cần chốt là anh chỉ cần gật phát thôi, bây giờ muốn anh muốn thanh toán không được mà. Bây giờ là tí nữa anh ăn xong anh đưa bill cho em. Cảm ơn anh. Em cảm thấy là bạn Hà Tú từ trong kia ra đây 800 cây là xa rồi, bạn Hà 800 cây là xa rồi, nhưng mà có những người từ tiếp biển từ Canada về để ăn mừng cho kênh Phạm Dũng. Nói chung là em cảm thấy rất vui. À, chúc sức khỏe các bạn nhá. Chúc sức khỏe các bạn. À, thực ra là đối với nam giới anh, đối với nam giới là trong bữa ăn này thì đồ ăn này rất là nhiều rồi, nhưng để niềm vui cho mẹ nhất đó chính là món rượu kho gái lèng. À, ai như đỉa đói khỏe như châu rừng. À, thế thì em xin phép là không biết là nhà hàng của anh còn đủ rượu hay không nha. Nhưng em xin phép là mời ở tầng này mỗi bàn một bình rượu. Ok. Đáp cũng như là phim cổ trang như phim Trung Quốc lấy rượu ra để mời các tráng sĩ. Cho một lít cho một cân thế là trong phim cổ trang hay gọi là gì, cho một cân rượu hay là một cân thịt, cho một vài rượu. Tiên cầm mời em chị nha. Bây giờ là bạn Tiên và bạn Diễm đi tặng anh hai cây Phạm Dũng tặng nha. Mình phải qua bàn của anh trước. À, phải tặng anh đầu tiên. Anh Cường cũng mình xin phép là đại diện cho một khán giả rất là thân thuộc của lâu mấy anh em mình luôn. Và lâu năm coi rất là kỹ luôn các bạn, từng người xem mấy năm rồi. 4 năm anh em mình luôn. Rồi, mình qua bàn anh trước nha. Một bình rượu người ngủ củ thức. Anh em uống loại rượu này xong mà chưa biết chỗ nào đi thì anh đặt xuống đây nhá. Mỗi người một chú đi. Mỗi người một chú đi. Mỗi người một chú đi. Một chú này không ngủ được. Nếu một chú này ngủ nó mắt. Sáu anh em một chú này đồng hồ nhá. Được một triệu người đăng ký mấy bác rượu người ngủ thủ thức. Nếu mà uống rượu này xong mà không có vị trí làm gì thì alo cho em chỉ. Mình lo từ A đến Z luôn. YouTube mà vừa mới đạt 1 triệu người đăng ký. Xin phép bài biểu các bác một bình rượu. Người ngủ cổ thức. Đấy, em biểu bác. Chúc các bác con miệng nhá. Hàn Quốc. Xeo ông gì nhỉ, ông gì ngồi rồi. Ta xeo. Ben. Ok. Việt Nam, Hàn Quốc, Ben, ok. Chúc các bác ơi. Kamsahamnida. Anh em thì đang ngồi dưới các bạn ạ, mình phải đi giao lưu cùng tất cả mọi người một chút.
Em chào anh chị nhá. Em xin phép mời ở nhà một ly nào. Anh chị à, ăn ngon vừa miệng không nhỉ? Anh ơi, tiết canh anh nhé. Tiết canh ăn ngon lắm anh ạ. Hả? Tiết canh ăn ngon lắm. Tiết canh ngon lắm á? Ngon nhất là tiết canh. Mỗi tiết canh là ngon rồi à? Tất cả đều ngon, tiết canh ngon nhất. À, ok, cảm ơn chú ở nhà ngon miệng nhá. Cảm ơn anh nhá. Anh em ơi! Ơi! 2, 3! Dô! 2, 3! Dô! 2, 3! Dô! Mình phải kia, người này đâu? Bây giờ chỉ có chia thì mới chia nào 1, 2, 3, chia. Ê, đâu đều chú ở nhà ngon miệng nhá. Ok, chào các sản xuất này, đang có tài xuất ngó 33 TV YouTube đăng ký lâu lắm rồi đấy. À nhờ. Xem suốt của anh rồi. Thôi bớt cũng theo dõi luôn. Từ khi lúc đó anh không xem đâu. Rồi em xin phép mời các anh em cho một ly nhỉ. Ông chủ lớn quá. Ông chủ lớn. Lớn nhanh quá. Lớn nhanh đấy. Cảm ơn nha, chúc nhà hàng nha. Cảm ơn nha. Anh chị ơi, làm tí rượu nhỉ. Vừa chơi rượu. Em ơi, xin phép mời cảm ơn một ly nhỉ. Mình nói đến tai tính tên nhỉ. Em cứ bảo là cô đơn bông tôi xa là đúng rồi. Cô đơn bông tôi xa. Cô xa, bông tôi xa. Ok, bố chưa nhớ. 2, 3, chia. 2, 3, chia. 2, 3, phải chia. Làm ăn bây giờ các bạn ạ, các bạn bớt cộng, bớt nhân đi. Và chia. Và chia. Trừ thì là không nói thôi. Đấy đi. Thank you. Bỏ tay á. Heo cắt đất à? Đúng rồi ạ. Cảm ơn chú chị làm việc nha. Chia! 2, 3, chia! Khô bé quá! Mệt chứ ấy. 2, 3, chia! 2, 3, chia! 2, 3, chia! Mày anh nha. Chú phải là gia đình nha. Hôm nay mọi người đi có để lại được kiểu ảnh này đẹp lưu niệm không? Có rất nhiều anh đã chụp đến video luôn anh ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Còn mọi người bán khỏe lên chứ? Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh ạ. Anh em để tay lên phát nhờ. 1, 2, 3, chia! Thôi có khi bây giờ xuống để giao lưu tiếp với mọi người gì kia thôi, chứ nếu mà đi hết cả nhà hàng này thì sớm muộn thì chắc là cũng gan anh em ạ. Rồi bây giờ anh xin phép mời tất cả anh em cho mời một ly đi. Đây là hôm nay nhà hàng hơi đông khách. Dũng ơi, cảm ơn bạn Dũng đang là cameraman cho mình nhá. Đấy. Rồi, rồi cảm ơn anh chị nhá. Chúc anh chị thành công rực rỡ hơn nữa nhá. Dũng ơi, nâng chén đi em, nâng chén đi. Hôm nay là ngày vui của em mà. Đúng không? Hay của hai Dũng ơi. Chào. Mời các bạn nha. Nhưng mà anh em có nhiều uống vẫn rồi. Đây thì mua. Anh uống hơi nhiều quá. Ờ, thật sự là uống hơi nhiều. Đúng không? Hôm nay là rất là cảm ơn. Cơm với thịt muối chua anh nhỉ? Đây các bạn ạ. Nhà hàng mình khi mà anh em cái lúc ăn uống thì sẽ có cơm thịt muối chua và đặc biệt là cà pháo. À. Mấy đứa ăn thấy sao? Ăn đi. Em bên nhà hàng Kabab TV cuối video, cuối cái bữa mâm tiệc là mình phải thưởng thức cái món cơm canh chua cà pháo. Là được tặng kèm hay sao chị? Không, cái này cũng tặng kèm nhưng mà ý là để mọi người mà muốn tăng cân đến đây bình thường ăn ở nhà người bác ở đây là đến đây là ăn ba bát, bởi vì có hai cái món này là đặc sản quê hương của anh Hải, đó là thịt muối chua và cá muối chua. Các bác nhá, khi đến các bác nhớ gọi hai món này kết thúc ở cái chưa đây combo đây ngon tuyệt vời luôn. Thôi hôm nay là Hải cũng xin phép kết thúc video ở đây.
Cảm ơn các bạn Hà, bạn Seo, cảm ơn Tú, Tiên và Diêm. Lúc nãy không bầu mà bây giờ bầu này các bạn. Mang bầu chính. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã dành thời gian từ Sài Gòn ra đây để anh em mình có một cuộc vui như này. Hy vọng tất cả anh em ở đây sẽ có một thành tựu, một thành công nhất định. Sau này anh em mình gặp nhau nó là đứt kim cương. Và cảm ơn cả nhà. Anh em có dịp thì lên Tây Bắc, lên Sapa thì hãy ghé qua nhà hàng Sapa TV ủng hộ mình nhau. Sau đây Hải có xin phép cuối video rồi đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp nha. Yeah. Bye bye. Quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.